Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách để nhận được một chuyến xe miễn phí của Uber Taxi. Đầu tiên bạn truy cập vào trang web get.uber.com/invite/uber.6688. Sau khi truy cập vào đường link này, bạn sẽ đăng ký thành viên. Đầu tiên là tài khoản của bạn. Sau đó đánh mật khẩu. Tiếp đến bạn khai báo hồ sơ tên. Số điện thoại di động. Ngôn ngữ bạn chọn tiếng Việt Nam là tốt nhất. Thanh toán bạn điền số thẻ tín dụng vào. Yêu cầu thẻ này là thẻ thanh toán quốc tế. Phần CVV này là phần mật khẩu. Ở trong thẻ thanh toán quốc tế, ở mặt một mặt trước sẽ là số thẻ, mặt sau sẽ là mật khẩu. Bạn điền ngày hết hạn này, nó sẽ ở trong phần thông tin ở mặt trước. Đây tôi điền ví dụ. Mã bưu điện này bạn có thể tra trên Google về mã bưu điện tại nơi bạn đang ở. Ví dụ như ở Hà Nội là chúng ta nhập là 10.000. Phần quan trọng nhất là phần promo code này. Phần này thì bắt buộc bạn nhập uber.6688. Sau đó bạn ấn tạo tài khoản. Thì như vậy bạn sẽ có 100.000 trong tài khoản và được đi chuyến xe đầu tiên miễn phí. Chúc các bạn thành công.